Hi, xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Bù Đồ Dò ở Bình Liên Viên Tàu Lao, chào bây giờ Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli. Hiện tại bây giờ mùa mưa bão đến hàng ngày rồi các bạn ơi. Các bạn thấy không, ẩm ướt quá. Và hôm nay tem của Đại Lâm, Tú Linh, Bé Dương, Thái Salem, Cô Đinh và Bảo Nhí có điều gì hay nha các bạn. Đây, các bạn nhìn đây. Rồi rồi, một chén muối ớt nhìn thật là đã. Và một chén mắm ruốc chảy kè. Chúc cho các bạn một ngày vui khỏe, an lành, may mắn trong cuộc sống nha. Let's go. Lên đường. Go, 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 go. Còn bên kia trước mặt màn hình chúng tôi là Nghĩa Đệ. Go, go, go. Bữa nay các bạn theo Đại Lâm coi có gì các bạn. Các em, các cháu nó đang rủ Đại Lâm đi hái trộm gì đây, không biết nữa các bạn ơi. Các bạn nên nhớ nè, mình đi ăn trộm hái trộm, các bạn là nhỏ nhỏ rồi, các bạn là lớn quá, chủ vượt chạy không kịp với các bạn ơi. Dẫn đầu là Tú Linh và Bé Dương, Bảo Nhi, Thái Salem và Cô Đình. Các bạn thấy không, hôm nay đáng lẽ ngày đẹp trời, Đại Lâm sẽ làm một vài con gà quay cho tem của Tú Linh và Thái Salem quay gà và nướng ăn hấp dẫn các bạn. Nhưng mà hiện tại bây giờ trời mưa gió quá các bạn ơi, cho nên những lá cây không có thể đốt được các bạn ơi, cho nên tạm hoãn lại nha các bạn. Bạn thấy không, đây là vườn trái cây cốc xoài đủ thứ các kiểu các bạn. Đây, các bạn thấy không, những trái xài non nhìn hấp dẫn quá các bạn ơi nha. Đây, đây xài non chấm mắm ruốc luôn nha các bạn. Bên, hôm nay mình một cái là hơi bị phê á. Bữa làm đó. Đây, các bạn chuẩn bị qua cây cầu khỉ nha. Đại hoàng hái vô đi cầu khỉ. Coi chừng đứa nào té xuống sông một cái là không xong đâu nghe các bạn ơi. Đây. Đây là cầu khỉ. Đông đưa khó ghê các bạn ơi. Bảo làm gì đây? Cầm giấy cho Bảo đi cô Đinh. Ây da, qua kiến trời ơi chết tôi. Đây là cây cầu khỉ, đây có cây vịnh qua các bạn ơi. Cây dao nữa nè, dao đây sơn để cho đây, nguy hiểm quá. Đây. Tới cô Đinh. Cô Đinh ơi. Ai? Hay quá. Kéo lên, kéo cô Đinh lên. Trời ơi. Lại là cây cầu khỉ. Cô Đinh quá tải rồi. Nắm tay phải lên lên kìa tôi, cô Đinh. Trời, cái hầm này sâu quá các bạn ơi. Cô Đinh lúc đầu luôn các bạn ơi. Coi chừng cái dao á nha. Đây, cẩn thận thôi. Rồi ơi, coi chừng Bảo té cái chân cái dao xuống. Rồi, tới Bảo ơi. Không được thì bỏ dép bên đây đi, lo bộ lát mình đi về mình lấy lại đây. Ơi. Đi qua, cầm đi qua. Nó nắm tay dễ té lắm. Để dép bên đây đi một tí rồi quay qua con. Rồi. Các bạn ơi, đi ăn trộm. Đi hái trộm mà các bạn ơi. Đi hái trộm các bạn nhỏ nhỏ thôi, chủ vườn chủ rượt chết các bạn ơi. Rồi, tới Bé Dương rồi. Coi chừng té tôi lên đây. Bé Dương ơi, tới bây giờ đi qua coi. Okay, tới ơi. Bước ra, con đi đại ra đi rồi. Ơi. Trời ơi trời, trên cô Đinh luôn. Cô Đinh hy sinh được các bạn ơi. Đúng là trai.
Hy sinh gì bạn gái? Hy sinh gì các bạn của mình nha các bạn. Ok man, rồi tới Đại Lâm luôn đây. Đại Lâm thi thế nào đây? Trời ơi, Đại Lâm đang đi kiểu này chắc đi qua xong cái máy sẽ xong xong các bạn ơi. Cái máy một cái nhảy xuống là xong luôn các bạn ơi. Ồ, cảm ơn cô Đinh đã đưa cây rồi. Ok cô Đinh, rồi, tiến lên thôi. Trời ơi, cái cây này xong nguy hiểm quá các bạn ơi. Nặng quá các bạn ơi. Rồi, buông cô Đinh rồi, lên đi con. Ok. Rồi, an toàn rồi các bạn ơi, an toàn rồi, ok. Rồi, kéo cô Đinh lên. Quá hay rồi. An toàn rồi các bạn ơi. Hả? Ok. Rồi qua một cái đoạn rất gam go các bạn. Chết rồi, cô Đinh hy sinh rồi các bạn ơi. Té luôn. Cô Đinh hy sinh té cầu luôn, giúp cho đồng đội vượt qua cơn ngãi. Cảm ơn cô Đinh rất nhiều nha. Sòi quá các bạn ơi, qua đây quá sòi các bạn ơi. Ôi, quá sợ các bạn ơi. Ôi, sợi. Ôi, sợi quá sợ các bạn ơi. Đây. Đi ăn chậm sòi các bạn ơi, nhỏ nhỏ thôi, bà chủ bơi rượt chạy không kịp các bạn ơi. Thì ta bây giờ tem của Tú Linh đang tiến vào vườn sòi các bạn ơi. Sòi quá sòi các bạn ơi, các bạn nhìn thấy trái không? Trời, chấm mắm ruốc thì thứ gì chịu nổi các bạn ơi, chấm muối mắm ruốc các bạn ơi. Các bạn nhìn cái cốc rồi các bạn ơi. Ôi, đã các bạn ơi, tuyệt vời. Quá ngon. Vụ gì? Trời ơi, phát hiện cái thằng kia bên kia nó làm cái gì mà các bạn ơi. Ôi trời ơi, phát hiện thằng bên kia nó làm cái gì hết hồn vậy? Chí Thanh U17 bẻ gãy Sừng Châu. Các bạn ơi, các bạn có thấy vùng quê của Đại Lâm như thế nào? Cầu khỉ gặp gần khó đi. Đấy. Dưới... Cô Đinh đang lặn hợp với cây cầu khỉ và thấy sao lên. Bây giờ mình ăn sòi cái đi các bạn ơi. Sòi cảm giác gì hấp dẫn nhé các bạn ơi. Trời, nhảy xuống đây con không miếng tách. Rồi, ra rồi. Dạ, tắm đã mà chạy. Tách dài dài mới ngon. Ôi trời, sụt kiến nhiều anh. Dạ kiến, trời ơi. Các bạn ơi, chết rồi các bạn ơi. Ôi trời ơi, sao mát lạc vậy quá. Đây, hiện tại bây giờ là 11, 12 giờ trưa nha các bạn. Giờ cô Đinh lộn hả? Nha. Kèo này ăn thứ gì mà nói. Quá gặt luôn. Trời ơi. Mâm ruột. Trời ơi, mâm ruột. Ok. Cay. Má ơi, chết con bà má ơi. Đi thèm, cái tội thèm quá. Thứ gì chịu nổi à. Trời ơi, dạ. Ở đâu là cái cây bắn cung ở chỗ này đây. Không ăn hả cô Đinh? Không ăn. Trời trời, hên quá. Cô Đinh nó sợ ấy chĩa. Tao háo được. Chỗ này mà chút có mưa à. Nhức nách các bạn ơi,
quá đạt. Để lại dưới đất đi, ăn cỏ ngon. Bữa lộn sao dính vô dắt bà. Này là mình đi đang đi giống như là ruộng đồng đi. Bữa ruộng đồng con thì... coi gì nè, con lộn dính trên bờ nó cần nó từ cái nổi nè. Từ nó khóc. Khỏe luôn. Lộn ngược chứ. Yeah. Lộn ngược. Ờ lộn ngược chứ. Cái này nó chết thiệt đó. Xin lỗi các bạn, giờ này trong ruột không có gì. 11, 12 giờ trưa kiểu này. Quất xòi vô. Mình vô mình uống nước ngọt hay mình uống nước lạnh nữa. Nhất là nước mưa chứ quê mình các bạn. Chắc nó đã lắm các bạn à. Thứ gì chịu nổi các bạn ơi. Đây là cô gái bé Dương 2008 bơi lội ghê gớm đó các bạn. Còn đây là Tú Linh, năng khiếu bẩm sinh đủ thứ các kiểu nha. Đá banh, quýnh banh, đầu dò, chơi tờ lộp vô cho nghe các bạn. Còn đây là Bảo Nhí, một trong những tài năng tương lai của nhạc rap miền quê nha. Còn Thái Salem là nhào lộn Santo. Gãy thiệt đó. Còn cô Đinh thì mắt lé, mắt lòi. Trời ơi, nhìn cái nét nhau kìa. Cô Linh mắt đá ghê lắm các bạn. Chảy kè. Con ăn nữa không Bảo? Nguyên cái này cho ăn đã đây. Thế đây đây. Ôi giời. Đã thiệt các bạn. Vô khỉ này. Hay quá. Chịu hết nổi rồi. Chua quá. Chạy kè. Chạy kè rồi. Trời ơi, trời chạy kè luôn rồi các bạn. Lên làm cái gì khô bụng không? Chạy kè rồi các bạn ơi. Thật sự quá lý tưởng các bạn ơi. Đấy, trái dừa khô đụng của Đại Lâm nè. Cua đên. Coi chừng gãy cái cầu. Trái dừa khô đụng. Lại hại. Lại hại không? Vậy sao lại hại? Sao đứt đụng đắt luôn? Đây. Thật sự là các bạn có thấy tuổi thơ của mình như thế nào? Ngày xưa tuổi thơ mình cũng giống như vậy thôi các bạn ạ. Thích nhảy, thích tắm sình, tắm bùn. Đấy, thật sự rất tuyệt vời. Một lần nữa, chúc cho các bạn trẻ tuổi thơ dữ dội nè, luôn sức khỏe, chuẩn bị cho năm học. Nhiều may mắn. Tuổi thơ dữ dội là đây các bạn ơi. Đây vừa khô rụng của cô Đình. Chào mọi người nha, hẹn mọi người sẽ gặp lại những clip tiếp theo có điều gì thú vị nha. Đây các bạn nhìn thấy cái vườn sòi đã, trái sòi đã không ạ? Một màu xanh xanh, chân thêm màu vàng vàng. Ông cụ họ lão rồi. Sao cụ teo nè. Cụ teo bụng. Hải hải hải. Lũ đạn chảy xuống nước. Cụ teo bụng. Một buổi trưa đi hái chậm xoài, mắm ruốc, muối ớt. Quá tuyệt vời các bạn ơi.
Rồi ngọt rồi chơi không? Cắm cách mình hơn.